Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì 7 anh em siêu nhân lại tiếp tục đổ cái đoạn dốc cua khó nhất. Hiện giờ thì mấy anh em đang vận chuyển bột đá. Đường thì rất là trơn các bác. Đây các bác xem đấy. Hôm nay đường, tại vì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết nó lại mưa, thế nên là làm cho cái tuyến đường này hiện giờ rất là trơn. Và cái công tác vận chuyển bột đá đi xuống đến cái đoạn máy nhà bột kia cũng rất là khó. Hôm qua thì cũng mưa rất là to. Thì các bác xem có ổn không ấy? Trơn lắm. Cẩn thận nhá. Nhấm phanh sau rồi, bóp phanh trước đi thôi. Phanh trước là trơn đấy. Đây các bác xem, dê hết cái bánh. Được cái là bảy anh em siêu nhân đây ai cũng lái xe máy giỏi. Chứ như cho Mỹ Linh lái là coi như là cứ đổ như cây chuối rồi. Ở trên này thì có bác sò, bác trơ, bác xính là đang đựng bột đá. Xin chào bác sò nhá. Sáng nay mấy giờ mình bắt đầu làm rồi? Hả? Sáng nay mấy giờ dậy rồi? Xây ra 6 giờ làm rồi. 6 giờ làm rồi. Tại vì hôm nay thời tiết buổi sáng nay nó lại mưa to quá nhỉ. Làm đường ướt hết rồi, hôm qua cũng đã mưa. Mưa lúc buổi tối rồi nó mưa tầm tá các bác. May là còn che bạt vào đường bây giờ nó đỡ. Thấy mọi người đang đựng xi. Sáng nay ăn sáng chưa? Hả? Mừng ăn sáng chưa? À, ăn rồi gì? Ăn đi cho nó đảm bảo sức khỏe để làm tiếp. À, tối có là cái thịt gà ăn không hết đúng không? Hôm sáng nay mọi người ăn sáng rồi đúng không? Ừ. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi, ngon quá. À, bác chờ bảo ngon quá. Có đủ không? Bột đá này. Ừ, chở hết đống này á? Một nửa thôi. Thế này là hai có chở một nửa cái rau này. Đúng rồi. Có ống này. Ừ. May là có cái ống kia thì mình cứ đẩn cái máy kia lên thôi. Thì cái đoạn nào vận chuyển kia mình đi lại nó đỡ vất hơn. Đấy. Sáng nay bị dính mưa ra mà người ướt hết rồi. Ok rồi, ra mà ướt được cứ làm chứ. Trơn quá nhỉ anh sàn nhỉ. Anh vừa này, cái đầu chắn bùn trước này tháo ra. Xe có sửa được cái gì? Xe có sửa được xích cái gì? Trơn. Hôm nay được trơn quá. Mọi người cố gắng một tí. Ướt hết rồi đúng không? Hơi ướt nên là hơi khó chịu. Anh vừa không mặc à? À mặc thế này chở cho nó thoải mái đúng không? Cái gì cũng ướt mà. Cái gì cũng ướt à? Trong người ướt không ấy? Đấy lấy cái này đi ấy để chỗ cái đoạn là mấy cái đoạn đất ấy cho nó đỡ trơn anh xả. Đây các bác xem anh phó lên này các bác biết là cái độ trơn nó như thế nào. Đấy đúng rồi. Nó phải có một ít đá đá thì nó mới đỡ. Ấy, ui dồi. Ấy, ấy. Vui vẻ cho mọi người quá. Hơi cố gắng mình đổ được hết cái đoạn dốc này thì đỡ mệt rồi anh vừa. Từ cái đoạn này lên đến đây là đỡ vất rồi nhờ, bác sò nhờ. Đấy. Ừ.
cho nhé. Yo, khai yo sắp là khu ở đi đua là chỉ khó ta. Lấy dây gì buộc ấy bác chơi? Dây vải à? Ừ. À, không có dây, lấy dây vải buộc. Cắt từ áo ra. Bác chờ răng cửa gãy hết đấy nhở. Cầu đạ tà ấy rồi. Muốn anh chồng ấy. Chị chồng xa. Đấy, đỡ hơn, giải ít sỏi vào nó đỡ trơn hơn các bác. Xe làm sao rồi? Hôm nay là trời mưa hơi vất vả tí, mọi người cố gắng. Đấy, các bác xem thời tiết bây giờ cũng rất là âm u rồi. Đấy, sương mù bao phủ rồi. Hôm trước thì có thể nhìn thấy những cái núi ở bên đối diện kia, bây giờ thì không nhìn thấy rồi. Sương mù che hết. Ấy, cẩn thận tí gãy chìa khóa giống như hôm nọ nhá. Trồn lắm các bác. Được không? Đấy, phải đeo ủng vào thì làm việc nó mới dễ anh Phó ạ. Đỡ trơn đấy. Mỹ Linh về trẻ hơn bác Sò hơn 20 tuổi mà bây giờ để Mỹ Linh làm một ngày như bác Sò, Mỹ Linh không làm được các bác. Thực sự là không làm được luôn. Bác Sò khỏe quá, khâm phục, quá khỏe. Cái gọi đấy già rồi. Già rồi nhưng mà khỏe. Cho Mỹ Linh làm được không làm được như bác Sò đâu thôi. Đúng. Bái phục. Hôm nay vợ con ở nhà đấy à? Vợ con là hôm nay đi làm nương rồi. Đi làm nương á? Đi làm nương rồi. Đi vun ngô hay là gì? Vun ngô đấy. Ngô trồng ít là hai tuần á. À. Hai tuần là vô ngu này, không có mua mà con ngu là chết hết rồi, còn trồng lại đấy. À. Trồng ít là trồng càng ăn. Năm nay hơi mất mùa một chút nhỉ. À, trồng hai bao đấy. Hai bao còn ít, ít. Đấy là có ít thôi. Đúng rồi. Bác chơi này có biết anh A Sử bây giờ đỡ ốm một chút chưa? A Sử bây giờ ăn được phở rồi. Ăn được cháo rồi. Hả? Ăn được rồi à? Ăn được rồi. Mẹ đi xe đó. À. Vợ chú đi xem rồi. Hôm nay mẹ xem nếu mà ổn thì mấy hôm nữa cho chị về xong là cho vợ của bác Sò đi trông nhá, được không? Được. Ừ, để cho vợ về nó còn quản lý việc nhà ấy, đúng không? Đúng. Nó có trẻ con ở nhà ấy. Cũng khó các bác ạ. Nhiều khi bác Trơ cũng đang làm đây, nhà bác Trơ cũng vẫn còn, tại vì bác Trơ cũng có nhà riêng, xong là bác Trơ còn ở nhà vẫn còn mấy con gà, đúng không? Đấy, không ai trông, bây giờ bác chưa làm đường, làm nguyên đường đây thì cũng không ai làm hết.
nhưng mà khả năng để cho vợ anh xó, à, vợ anh Sử về thì khả năng vợ anh Sử vẫn lên trên đó có thể giúp phụ giúp việc nhà cũng được. Bây giờ Linh đi vào lán các bác. Vừa rồi thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Mỹ Linh cùng với cả anh Tài cũng đi ra phía bên ngoài huyện Mèo Vạc để mua ống nước với cả mua mì tôm. Thì mua tạm trước là một thùng mì tôm cho mấy anh em ăn. Trong lán thì mấy anh em lại tiếp tục công việc, đó là cùng với cả chú Sự taxi dù gật gù trên đỉnh Hấu Chua lại tiếp tục là xin chào khán giả, xin chào chú Thảo Mỹ Linh. Vâng. Hôm nay mới thấy chú mình đảm đang đi chú nhặt rau ấy. Đây là nhặt được một rổ rau rồi. À. Đấy, chúng lên đây cầm sách đồ ăn lên đây nhặt được một rổ rau. Đấy, chú mình hôm nay cực kỳ là đảm đang các bác xem. Ngoài còn thấy mỏi vai. Anh nhá. Ừ. Chắc là tại vì lúc nãy nhấc cái ống kia nó nặng quá, đau. To quá nó kiểu là đi xe nữa. Đấy. Nào cháu vào đây hộ chú nốt cái chỗ này hôm nay cho họ ăn hết cái rổ đống rau này luôn. Vâng vâng. Đấy. Đây bây giờ chú nhặt được một đây này. Cũng nhiều ấy nhờ. Đấy, ngồi nhặt. Mùa này thì các bác biết là rau bí ở trên vùng cao thì nó cũng rất là nhiều. Ăn rất là tốt, ngon lắm. Nấu với canh giống như kiểu hôm qua nấu canh gà. À, canh gà với cả canh xương lợn kia thì nó gọi là quá ngọt. Hôm nay là mua cái gì ấy? Lòng à? Lòng, lòng phèo xào ngon ấy. Được đấy. À, lên đây là chú vặt rau trước. Ừ. Khi chuẩn bị vào nấu nước. Đúng rồi. Bây giờ cháu cũng khâu chuẩn bị trước. Chuẩn bị là vào giúp mấy chú cháu mình làm luôn. Mấy chú cháu mình nấu lúc thì nó nhàn. Ừ. Nó không phải ngồi. Đây hiện tại mấy anh em đang chở cái bột đá này đi xuống chỗ cái mái nhào kia để nhào xong qua cái đường ống kia là đi xuống phía bên dưới luôn các bác. Đỡ mất công nhiều. Kiểu này đỡ mệt hơn đúng không bác Sò? Đỡ mệt hơn đúng không? Ý là có cái ống này nó đỡ mệt hơn đúng không? Chỉ lì hơn nào giờ? Cái ống này cũng mệt rồi. Làm như hơi đó. Ừ. Đấy các bác nhìn làm đường như trên trời luôn các bác xem view. Chịu đồ nhá. Mỹ Linh cũng rất là mong muốn là các bác hãy luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh để cháu Linh tiếp thu thêm cái động lực của mình, tăng thêm cái động lực của mình để tiếp tục vào bản giúp đỡ bà con. Ngoài giúp bảy anh em Hấu Chua đây còn giúp cái nhiều hoàn cảnh khác, những cái hộ gia đình khác nữa. Mọi người ở dưới thì vẫn đang đổ đường. Chú Sò thì vẫn là bác Sò thì vẫn đang miệt mài chở bột đá bằng xe rùa đi xuống dưới. Mệt quá thì nghỉ một lát nhá bác Sò nhá. Hả? Mệt quá thì nghỉ một lát. Này. Ăn một cái bánh này cho khỏe. Này ăn luôn. Bánh ngon. Ăn cho nó khỏe. Thương nhất bác Sò thôi các bác. Nhiều tuổi làm mệt. Ngon không? Ngon đấy. Ừ. Thế ngồi nghỉ lát xong làm nhá. Để cháu đi lên trên kia xem mọi người nấu cơm nào. Tí mình còn ăn bữa cơm trưa nữa nhá. Bây giờ Linh lên lán các bác. Vừa rồi thì mình Linh cũng chạy đi xuống dưới để đi hái lá chanh về các bác. Hái về để xào với lòng cho nó đỡ mùi. Dạ dày ấy các bác. Quá tuyệt vời luôn. Cái này tí xào với gừng nhỉ anh nhỉ. Ừ. Thế phải chia ra làm hai mẻ. Cho vào hái cái gì mà xào riêng để bỏ vào nồi. Chẳng biết có lá chanh không trên này. Cứ thái chơi tí tìm sau nhỉ. Anh Tài thái như đầu bếp năm sao nhỉ. Làm gì? Nếu mà thái như đầu bếp là họ đi họ tuyển đi ngay rồi. Họ không cho lên núi này. Đây đang đi đây, đang tuyển này. Đây là đầu bếp mình tự ấy rồi. Đầu bếp bản này.
Mình tự phong cho mình thôi, em Tài nhỉ? Bằng này tuổi không biết nào ăn nữa thì nói chuyện gì đúng không? Đây lồng phèo nha các bác, quá tuyệt vời luôn. Tí nó xào lên thôi, cho mấy anh em siêu nhân ăn có sức khỏe, đuổi món liên tục để cho mọi người ăn đỡ bị ngấy. Cái lòng non kia làm kỳ công lắm, làm không có. Vừa về anh em đã xào lòng được rồi. Xào rồi. Đợi muối lá chanh của em rồi. Muối lá chanh rồi, lấy về rồi. Đào đào đi anh, đào đào đi, không thì nó cháy hết. Xả cho hơi cháy cháy cạnh ăn mới ngon nhỉ. Lúc đấy Linh vừa đi mua, vừa đi hái lá chanh về các bác, hái xin nhà dân ở dưới. À, chân núi đây. Xin dân bảo là phải bắt uống một chén rượu đi cho lấy. Thì các bác thấy bà con vùng cao quý khách thế nào? Chiêu đất chanh đúng không? Trên này ít trồng được chanh. Phải có chanh thì món ăn của mình mới thơm. Ở trên này trồng chanh nó hơi khó, nó không phải vùng nóng ấy. Thật sự taxi đang rửa rau à? Chú mình dạo này mấy hôm nay là hơi bị chăm chỉ nhá các bác. Các bác thấy lên là vùng cao là cứ thế là lao vào nấu nướng, rửa rau, giúp mấy anh em siêu nhân nấu cơm. Mong muốn là nấu những bữa ăn nó thực sự là ngon, để mấy anh em kia có sức để làm tiếp. Các bác biết là làm đường thì nó rất là tốn rất là nhiều sức và rất là mệt. Cũng như hôm qua hỏi trêu mấy anh là thế, có nhớ vợ không? Mấy anh mà không nhớ các bác. Mệt sợ quá. Tự nhiên sợ vợ trong tuyệt vọng. Vì là mệt quá. Vâng. Đấy cái rau đấy chú rú một cái là được. Đấy, mấy anh em là mỗi người một công việc nha các bác. Người thì thái, người thì xào, người thì rửa bát đũa, rửa rau. Lúc đấy thì Linh cũng vừa đi hái chanh về, leo đèo hơi mệt tí nên là mấy anh em bảo là cho nghỉ một lúc rồi tí Linh lại vào đấy cùng mọi người làm. À, sao đấy nha? Vâng, vâng. Nấu tiếp nha. Cứ để đấy. Cháu xử lý nha. Cháu gặp hết nước đây. À, lòng xào được đây rồi gì anh Tài? Cái đấy của nó. À đây, xào, đã xào gừng được cái này nhá các bác, rất là ngon. Đấy, nấu nhạc luôn. Quá tuyệt vời luôn. Không cho cái gì vào đây. Tí cho. Ngon đấy. Tuyệt vời đấy. Chú xào đấy. Ừ. Tài phụ chú xào. Trưởng bếp với phó bếp. Gặp mấy hiểu bếp với phó bếp. Mấy cho hết đi, còn làm gì nữa? À, cái này lá nó hơi già phải vặn một tí. À. Ăn cho nó vắt hết nước. Nó ngon à? Nó đưa bị già ấy. Ừ. Đúng rồi, cái này xào, em thích ăn xào hơn nhỉ. Ừ. Xào nó tuyệt vời hơn. Lòng kia thì cứ phải cho nó vàng vàng một tí nó mới ngon các bác. Vàng, cháy cạnh luôn. Ừ. Đang chuẩn bị nướng ớt. Ôi, kinh nhở, giống thánh là rắc muối đấy. Ui xồi. Quá tuyệt vời không các bác. Ui dồi. Làm tí cho nó vui thôi. Ở bên nước ngoài có thánh rắc muối thì ở bên ở hấu chua thì có thánh rắc lá chanh. Đấy, ui dồi, này là được. Quá ngon luôn. Bên anh thử được miếng rồi. Em thử miếng này. Đây, em chọn cho một miếng. Đây. Chưa chín. Sật sật luôn. Nóng các bác thông cảm nha, mời các bác nha, không tí các bác bảo. Mấy anh em mà. Ăn hết nửa mấy anh em nha, ngon lắm. Ừ. Đấy nhá, có ba vị không? Ừ. Rồi, sắp được đấy.
thơm kinh phức rồi nhá các bác. Xào lại với dạ dày với cả tỏi lòng, món tổng hợp. Hôm nay là kênh Mỹ Linh là chủ yếu là ẩm thực thôi, nấu nướng cho các bác xem. Đây mấy anh em là bây giờ đang nghỉ rồi. Đoạn dưới kia xong nhá anh vừa. Đoạn kia có hai cái ống rồi. À. Gần xong rồi đúng rồi, tháo dần hai cái ống rồi cái gì? Ờ. À. Thế mọi người về rửa tay chân đi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Đây chờ mọi người về nữa là thả mì với cả xào nóng lên là ăn thôi. Mệt không anh Pó? Lấy chảo lấy đây. Hả? Mệt luôn à? Không mệt tí phải ăn cơm khỏe vào. Bác chưa cầm cái gì ấy? Cầm thi đó. Thi gì ấy? Thi này thì đi đám ma về à? Đúng không? Cái. Hả? Cái. Đi đám ma về à? Ờ, mà phải cho à. Họ cho à? À, thế cất đi. Tí là lấy về. Thôi anh em làm bao nhiêu? Chuẩn bị rồi, anh em rửa tay chân rồi. Ăn uống rồi. Cất đi. Cất treo vào đây. Lấy treo gọn đây được. Nước. Cơm nay ổn không bác Sò? Ngon à? Ngày nào cũng thấy ngon là thấy vui rồi. Anh Pó lần sau rửa mặt sạch sạch tí, nó bắn vào mặt đấy. Bác Xính no rồi à? À, đấy. Dạo này bác Xính lại biết nói tiếng phổ thông nhiều ấy nhỉ. Hồi khi nói là không thấy nói. Bác Xính là rất nhiều tuổi nên bác cũng không ăn nhiều mấy. Thấy bác cũng là ăn cũng điềm đạm. Đấy mọi người ăn khỏe nhá. Khỏe với có sức khỏe chiều này đổ đường tiếp. Hôm nay làm có mệt không anh Xính? Có. À. Hôm nay là vợ con ở nhà hết à? Ừ. Công việc bây giờ là mình đi đổ đường nhà vợ con là phụ trợ hết. Vợ con nhà đi đi tìm củi à, tìm củi với đôn. Vâng. Dạo này bà ở nhà có khỏe không? Mấy bình thường. À cũng bình thường. Đấy, mọi người ăn xong thì ra bên này rửa tay được. Bát đũa thì cứ để sang bên đấy, tí rửa sau được. Đấy, sau khi ăn bữa cơm trưa thì mọi người cũng ra đây nghỉ rồi. Thôi mọi người cứ nghỉ ngơi tí cho thoải mái rồi mình làm tiếp bác Sò bác Trợ. Đấy. Nghỉ ngơi, ăn cơm xong nghỉ ngơi tí, nghỉ tầm khoảng tiếng thôi. Chắc nghỉ tầm tiếng nhỉ anh vừa nhỉ? Bà cứ nghỉ lâu lâu tí, nghỉ 30 phút mệt lắm. Cứ nghỉ tầm tiếng mệt đi thôi. Hả? Không sợ mệt thôi. Bác chơi không sợ mệt á? Ờ, không sợ đâu, làm nhưng không làm nhưng thì trời mưa đúng không? Ừ. Đấy các bác lúc nào cũng có cái tinh thần của mấy anh em làm đường như thế này là cảm thấy cũng rất là vui rồi. Nhưng mà Mỹ Linh thì cũng rất là lo cái sức khỏe của mấy anh em. Mong là anh em là giữ gìn sức khỏe, thấy mệt thì mình nghỉ ngơi lâu hơn tí chứ đừng cố quá. Nhá, đừng cố quá nhá anh Sa nhá. À. Hôm nay các con ở nhà là vợ ở nhà không ấy? Vợ không ở thì ai nấu cơm cho các con ăn? Các con tự nấu. À các con tự nấu, tự lập. Đấy các bác, trẻ con vùng cao là tự lập rất là cao. Thôi nhá mọi người cứ nấu cơm nhá. Em lại đi ra phía bên ngoài huyện để đi mua đồ ăn cho mọi người nhá. Hôm nay là chú Thắng cứ lên là Mỹ Linh là cứ phải phụ trách rồi. Nhá, anh vừa nhá. Cứ làm, ui dồi, tí nữa xòe. Anh vừa phải đỡ em như. Thôi nhá, mà lên mà nhấp lên nhá. Cho xe nghỉ tí, xe nóng hết rồi. Mỹ Linh gì cũng hay trêu là chắc là xong con đường này là những cái con xe này đi sắp vụn hết các bác. Bây giờ Linh cùng với cả anh Tài là hai anh em lại tiếp tục đi ra phía bên ngoài huyện Mèo Vạc để mua đồ ăn. Ui ôi,
Chắc nhanh anh tải ạ. Cái như nó khô hơn rồi. Nó khô, nhưng mà anh nhìn trời ấy à, bên kia lại mưa rồi kìa. Ừ. Thời tiết này nó ở trên vùng cao ấy, nó thất thường ấy. Vâng vâng. Chú cầm lên nhá, bọn cháu đi xuống dưới để đi ra chợ ấy. Không biết được. Bây giờ cháu với anh Tài là cứ phụ trách thôi. Quay lại đây để chú quay hai đầu bếp đi chợ nào. Vâng. Đấy các bác thì xem cái chỗ này. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mọi người đã đổ được hơn 10 mét mặt đường qua cái đoạn dốc cua căng đét ở phía dưới này này. Đấy, rất là mệt. Rất may là có những cái ống như thế này thì mới đổ được. Nhiều khi là ở chỗ này ấy, các bác ạ, nếu mà dùng những cái tấm tôn ấy thì nó lại vướng quá. Dùng mấy cái ống này thì nó lại gọn mà mình có thể di chuyển được. Mấy cái tôn thì cũng biết là nó uốn thì nó nhanh, nhưng mà mấy cái ống này thì đẩy nó xuống thì nó cũng trôi rất là, nó cũng rất là trôi ấy. Nó nói chung là dùng cái nào, cách nào cũng được. Mà cái ống này thì mình có thể tận dụng là sau này mình làm cái khác, làm cột nhà hay là sau này xây nhà cho mấy anh em. Đấy, sau khi làm xong thì bảy anh em thì cũng che lại bàn luôn để tránh những trường hợp là mưa xuống. Đoạn cái đoạn này để tí lại đổ tiếp, đoạn này chưa đổ xong. Đấy, cái tầm 5m hay là 3m, 4m thì lại dán cách cái rắn, lắp cái rắn nở vào cho đường nó chắc chắn các bác. Đấy, khó nhất là khó cái đoạn cua này thôi các bác. Cái đường của hôm qua thì đổ hiện giờ nó đã khô rồi. Đấy, đã đi lại được rồi. Đấy, đừng nhắm vào nhá, hỏng ấy. Đấy, bác xem. Đoạn này rất là dốc luôn. Đấy, mấy anh em thực sự quá nghị lực. Thôi anh em đi ra chợ nhỉ. Ở cái thức phim mà trong cái buổi sáng ngày hôm nay nấu về bữa cơm trưa cho bảy anh em sinh nhật, bảy anh em siêu nhân ở chỗ đỉnh Hấu Chua thì đã đến đây kết thúc rồi. Các bác thấy cái thức phim của Mỹ Linh hay và nhất thì các bác hãy đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất trên kênh của Mỹ Linh. Đây là những thức phim chân thực nhất nấu cơm cho bà con ở thôn Hấu Chua, đặc biệt là chỗ bảy anh em đây. Từ những anh em đây là đã giúp đỡ cho bà con đây, và cũng mong muốn là quý cô bác mạnh thường quân xem qua được thước phim của Mỹ Linh hay là của chú Thắng thì cũng mong muốn là tiếp tục nhận thêm được cái sự hỗ trợ từ quý cô bác để giúp đỡ cho bà con đây, đặc biệt là chỗ bảy anh em siêu nhân, để mọi người làm đường đỡ vất vả hơn. Đấy. Hồi đi nhở, bác Xính làm gì ấy, đang làm gì ấy? Dạo này bác Xính Mỹ Linh lên suất này, dạo này bác Xính cũng biết nói tiếng phổ thông phết rồi ấy. Và ăn cơm nói chưa? Chào tất cả quý cô bác, anh chị và đang xem video của Mỹ Linh. Chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Cảm ơn anh Tài rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Tạm biệt tất cả các bác.